Chào các bạn. Theo dự định á thì khi nào kênh đạt được 10 triệu sub là tụi mình sẽ tổ chức một cái chuyến đi du lịch. Thì ngày hôm nay tụi mình đã chính thức đạt được cột mốc đó mọi người ơi. Chính thức đâu? Cái kênh của anh Vinh đã vượt cột mốc 10 triệu sub cái tuần nay rồi. Ông hứa với mấy anh em mình á là sẽ dẫn team đi du lịch. Mà mấy hôm gà em thấy ông im gu à. Chính vì ông im gu như vậy cho nên bữa nay mấy anh em mình mới tới đây để hỏi cho ra lẽ nè. Ê, sẵn lâu lâu mới có dịp đi chơi xa, tụi mình tổ chức đi miền Bắc, miền Trung gì đó đi mày. Thôi, đi Trung Quốc. Ủa? Thông báo cho anh em biết một cái tin vui là em mới quen được nhỏ bạn gái bên Trung Quốc nha. Dạ trắng, chân dài vậy nè. Sẵn chuyến này qua đó đi gặp mặt em luôn. Đi vô chổng đề xuất đi. Rồi muốn đi đâu cũng được chứ á. Ủa thằng Vinh trống gì vậy? Nói lưỡi bò bo cái gì kìa. Sẽ kiểm tra lại mấy con động vật bằng tiếng Anh ngày qua cha dạy con nha. Dạ. Con mà học thuộc, cha sẽ mua cho bồng bông đồ chơi tên lửa nước. Chịu không con? Dạ chịu. Rồi, kiểm tra bài nha. Shark là con cá mập đúng hay sai? Dạ đúng. Hù cao cổ, dinosaur là đúng hay sai? Mấy anh em trốn đây làm gì vậy? Anh Vinh đang dạy anh bồng bông học tiếng Anh kìa. Dinosaur là hù cao cổ kìa. Đúng hay sai anh Nguyên? Hình như là đúng rồi đó. Phải không mày? Sao tao thấy cái mặt mày suy nghĩ dữ hả? Trời ơi, tiếng Việt với tiếng Anh có những cái gần giống nhau. Đái nơ so hu cao cổ. À, có lý, có lý. Hu cao cổ, đái nơ so là đúng hay sai? Dạ, sai. Vậy chứ hu cao cổ đọc sao mới đúng? Chịu quá. Thôi, thôi, coi nó dạy tiếp đi anh em. Con này con gì con? Khủng long. Là đúng hay sai? Dạ sai. Con bạch tuộc là octopus. Đúng rồi, nhưng mà ở trong hình á đã ghi là giraffe. Ghi là sai đúng không con? Dạ đúng. Rồi. Wow, kiểm tra 5 câu bồng bông đúng 5 câu luôn rồi nè. Rồi, vậy là bồng bông thuộc bài rồi nha. Này Vinh. Lẹ lên, ra đây nè Vinh. Nè bồng bông cầm học bài tiếp đi. Cha ra ngoài gặp mấy chú một chút nha. Chào các bạn. Hơn 10 triệu sub rồi kìa, để du lịch ở đâu đi mấy cha? Này mấy ông phải tự thống nhất với nhau nói lại tôi chứ. Giờ tôi có hộ chiếu rồi, đi nước nào không được. Đi Hàn Quốc cho em. Trời ơi hết hộp. Em muốn qua bên đó để nhìn mặt của Lee Min Ho trông như thế nào. Cái gì mày? Ở bên Hàn Quốc có hàng tá gái đẹp mày không gặp. Trong khi đó mày là đàn ông, gặp Lee Min Ho để làm gì? Ừ. Thế anh nói đúng không? Đúng nhạc xa kể nè. Vợ mình khen khứa đẹp trai. Tối ngày cầm điện thoại ra coi mấy bộ phim của con cha đó đúng không à? Mình có nói á, trên phim người ta chỉ trang điểm cho da mặt nó đẹp thôi. Ừ, chứ ngoài rồi. Đời á, chưa chắc gì đẹp trai và phân nửa cô tí này đâu. Trời ơi, nói chuyện gì mắc ối chưa? Thằng này Châu, nghe nói nè. Em nói là muốn đi du lịch Hàn Quốc. Vậy cho hỏi là em biết chút xíu tiếng Hàn nào không? Ai do CEO? Chai anh non cu tí ý nhớ nó biết tiếng Hàn thì mày ơi mày nói nó phản xạ siêu nhanh luôn á ta. Ê mà anh em ơi khoan nha, ví dụ như tụi mình đi du lịch Hàn Quốc đi thì nhất định là phải mua quà lưu niệm đem về đúng không? Đúng. Ví dụ như anh thích cái món quà đó quá, muốn hỏi giá nhiêu tiền thì phải hỏi như thế nào? Ba bố giờ. Ba bố giờ. Ba bố giờ nghĩa là bao nhiêu tiền? Sai. Ba bố giờ ý là đồ ngốc này. Người ta đang hỏi cái món đồ đó giá nhiêu. Tiếng Hàn nói sao tự nhiên ông chửi anh Quang đồ ngốc à. Ý em nói anh Quang đồ ngốc á là bởi vậy. Không lẽ mấy câu đơn giản như vậy á mà thằng cu tí này không biết sao? Vậy chứ bây giờ nè mày hỏi cái này cái kia coi giá nhiêu để mày mua thì tiếng Hàn nói làm sao? Ý ôm à. Ý ôm à. Ý ôm à. Ý ôm à. Anh em đợi em xíu nha. Dạ. Đi đâu nữa vậy? Ý ôm mà là ba chữ là bao nhiêu tiền? Để con nghĩ lên. Cái gì mày? Đang xem từ vựng. Ôi ơi. Đây nè. Y ố mà vé vô. Bao nhiêu mà? Đúng rồi. Trời ơi. Cái trình độ từ vựng kiểu này sao đi du lịch Hàn Quốc được ông nội? Rồi anh có muốn đi du lịch không? Muốn. Muốn thì anh im đi. Cha. Khứa này. Em nhớ rồi anh em ơi.
mình đâu? Muốn hỏi giá là bao nhiêu phải không? Là mình phải nói như gì nè. Y ô mà dê vô. Y ô mà dê vô. Ê, khó vậy. Âm gì là sai nè, người Hàn Quốc người ta phát âm cái miệng phải méo méo gì nè. Okay. Ừ, đúng rồi, méo gì nè, đó. Y ô mà dê vô. Đúng rồi đó, các bạn thấy chưa? Phát âm miệng phải méo như vậy đó. Thôi dẹp đi mày ơi. Tham quan cái nước gì đâu mà ngôn ngữ nói muốn trẹo ăn họng luôn à. Đi Trung Quốc. Ủa? Sao? Qua đó tham quan mấy cái địa điểm du lịch nổi tiếng, sẵn tiện em giới thiệu bạn gái mới quen trên mạng cho anh em gặp luôn. Trời đất ơi, mày có biết tiếng Trung không mà quen được gái Trung Quốc hay vậy? Bi chuẩy quảng sư bư hoa. Im miệng, hỏi toàn là mấy câu nhảm nhí thôi. Dữ thiệt, dữ thiệt. Cái câu, mấy câu đó mới là khó đó. Đúng, đúng, đúng. Đúng á. Cái trình độ tiếng Trung nó phải như vậy thì tôi mới dám đi qua Trung Quốc tôi du lịch chứ ông nội. Đi thoải mái. Ví dụ như lỡ như mình qua quốc gia người ta mình lạc đường đây hay là mình bị chó cắn này kia nọ biết đâu xui thì cũng phải nhờ thằng Phong cái trình độ tiếng Trung hỏi đường hỏi bệnh viện đi tới đó chích thuốc ngừa. Chứ đúng ai nữa. Hồi xưa mày cũng có học tiếng Trung nè. Đâu giờ mày hỏi thử một câu nào đó để kiểm tra cái trình độ tiếng Trung của thằng Phong coi. Hỏi mấy cái câu khó khó nha. Anh mà hỏi mấy cái câu dễ là khinh thường cái kiến thức của em đó. Không, em không cảm đi. Hồi xưa cái trình độ tiếng Trung anh nó yếu lắm. Anh chỉ biết mấy câu cơ bản là như là quả tơ miễn chưa cho sẩm mơ. Hả? Quả tay phụ chì. Quả phụ miễn bài. Quả phụ miễn bài. Quả phụ miễn bài. Quả phụ miễn bài có nghĩa là tôi tên là Phong. Quả phụ miễn bài. Không phải. Quả phụ miễn bài có nghĩa là xin lỗi mấy anh em, anh Vinh hỏi gì em không có hiểu. Bó tay với mày rồi. Mày đừng có giỡn mặt với tao nha. Cái trình độ tiếng Trung kiểu này trước sau gì cũng chia tay ăn bộ đó hả? Nói chuyện kỳ cục à. Nó nói đúng rồi. Hai đứa không chia tay tao cùi. Tụi bây giờ cũng chia tay thôi. Tại sao nè? Sao? Ghệ em là người Trung Quốc nói tiếng Trung. Trình độ tiếng Trung em lại yếu kém. Em hiểu tiếng Trung không rành. Rồi em trả lời tầm bậy tầm bạ. Tuần này tụi bay bên nhau nhưng tuần sau tụi bay sẽ chia tay. Cho nên thôi đi. Bây giờ tôi sao? Nghĩ là anh em nên kiếm một cái quốc gia nào đó ở châu Âu để mà mình đi du lịch. Đi đâu? Tại vì ít nhất á là những cái quốc gia đó cái ngôn ngữ người ta sử dụng phổ biến đó là tiếng Anh không à. Mà tiếng Anh cho tôi hỏi nha. Năm thằng ở đây, thằng nào mà đã chưa từng học tiếng Anh và những câu nói giao tiếp cơ bản tiếng Anh mà không biết hả? Đúng. Ví dụ như là how are you là bạn có khỏe không? How far là bao lâu? Good night là chào buổi tối. Good morning là chào buổi trưa. Good morning là chào buổi sáng. Buổi trưa. Trời ơi, hồi lúc mà em còn đi học á, cô dạy good morning là chào buổi sáng. Cô của mày giỏi hơn thầy của tao không? Tao nói buổi trưa, không tin mày hỏi thằng cu tí rồi. Kì. Good morning là chào buổi chiều. Đây cha nội nói sai hết trơn. Chào buổi chiều. Thôi. Anh em càng sổ tiếng Anh ra nhiều, fan càng không tôn trọng anh em thôi. Hiểu không? Chốt lại là trình độ của mấy ông như vậy là du lịch nước ngoài là không có được rồi. Chứ sao tôi vậy? Tôi muốn là mấy ông coi học mấy câu giao tiếp cơ bản tiếng Anh đi, nâng cao cái trình độ mình lên đi rồi nói với tôi. Rồi tôi sắp xếp mấy anh em mình đi du lịch. Nhìn cái gì mày? Học cái gì nữa mà học? Trời ơi, đi du lịch là để xả stress. Giờ mày kêu mấy anh em ta học tiếng Anh chẳng khác nào stress hơn hả? Mất học thời gian không có nổi đâu. Không được đâu. Còn cái chuyện này mày quên nữa nè. Tụi mình cũng lớn tuổi rồi, có học từ vựng á thì cũng quên trước quên sau thôi mày ơi. Đúng rồi, dẹp đi. Em biết cái phương pháp học từ vựng này hay lắm nè. Ơi phương pháp gì? Đợi em xíu nha. Cái gì mày? Đấy. Đó. Các bạn nhìn đi, mình chỉ cần ghi mấy từ vựng này vô tờ giấy này, rồi vẽ thêm mấy cái hình minh họa lên nữa, dễ học dễ nhớ dữ lắm. Cái này là flashcard, không ngờ là cô tí biết tới phương pháp học này luôn á tại. Flashcard là cái gì mày? Flashcard là cái thẻ thông tin thường áp dụng cho việc học tập hoặc là nghiên cứu cá nhân đó. Có là trên đó có hai mặt, một mặt là mình ghi câu hỏi, mặt còn lại là mình ghi đáp án, nó giúp cho mình ghi nhớ tốt hơn. Dễ nhớ nè. Anh thấy cái phương pháp ghi nhớ này hay nè. Nhưng mà mấy cái hình này mày vẽ hơi xấu nha. Rồi. Ý là mình vẽ ẩu như vậy nè các bạn. Mà mất khoảng tiếng đồng hồ đó. Gì lâu vậy? Cái thời buổi hiện đại này ai đâu mà làm mấy cái flashcard cầm tay này nữa. Chứ làm gì? Ông lấy điện thoại ra tải ứng dụng Fitlist gì đó. Ở trên đó tự mình tạo flashcard rồi mình nhét mấy cái hình ảnh minh họa vô luôn cho nó dễ nhớ. Trời ơi, thời buổi kinh tế khó khăn. Thằng tí nó làm vậy là để tiết kiệm. Đúng rồi. Chứ mày tải mấy cái ứng dụng học tập xịn sò này tốn kém lắm. Không có tiền. Miễn phí. Wow. Miễn phí. Miễn phí. Tải liền. Tải liền.
tải về học liền. Cái điện thoại tao xài hệ điều hành Android á, rồi có tải được không? Anh Thiện ơi, hệ điều hành Android hay là hệ điều hành iOS gì á, ông cứ vào cái đường link trong cái video này nè, tôi để ở phần mô tả đó. Tải về, tải quyết định về mà học đây. Coi tải. Rồi giờ đứng đây làm gì nữa? Đi về. Về. Dạ. Hồi nãy mày thấy tao dạy tiếng Anh cho mùng bon á, con hứa với nhỏ là nó học giỏi á, thì tao mua cái tên lửa nước rồi nè, tao tặng cho nó nè. Đó. Ê, đẹp ha. Ở trên TikTok á thấy giá cũng rẻ lắm, mày coi mày đặt hàng về cho tao đi. Cái này là tên lửa nước tao mới mua cho cháu tao chơi bữa nè, trên chợ bán nhóc chân á. Đi mua luôn. Để tao lên chợ mua cho gặp. Em, giờ mình về nhà cũng có học tiếng Anh liền đâu. Tiện thể năm thằng đang có mặt ở đây nè, mình quay tập tiếp theo của Sugi chi 10 triệu mua đồ chơi TikTok luôn. Đúng rồi. Cái Sugi đó các bạn khán giả thích dữ lắm đó. Đúng rồi. Sugi này tốn kém lắm ông nội ơi. Vậy là mày chưa biết hai tập vừa rồi của Sugi này á, các bạn khoái như thế nào đâu. Trên 50. Hơn 4 triệu view rồi đó mày. Đúng rồi. Để kiểm tra tiền đủ không? Đợi tao một chút xíu. 1 triệu 2 triệu rưỡi. Kiếm cái gì nữa, đưa cho em đi. Đủ không mày? Chưa gì mày giật rồi. Trả tiền để cho anh mày. Hả? Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước. Quy, mày giữ. Đưa đây. Để em giữ cho. Không lẽ anh không tin tưởng hàng cụ tí này hả? Cái trình tiếng Anh của mấy thằng này nó dở quá. Chỉ sao đi du lịch được ta? Đang mở cái ứng dụng Quizlet lên, tạo flashcard cho mấy câu tiếng Anh giao tiếp chút xíu cho tụi nó học coi. Đào học phần Tony, TV, English, Communication. Khi đi du lịch á, mình sẽ mua quà lưu niệm về thì hỏi cái món đó bao nhiêu tiền. Một là how much is it, hai là how much, tiếng Việt có nghĩa là bao nhiêu tiền. Gắn cái tấm ảnh có hình mấy tấm đô la này lên. À, hay quá. Tụi nó mua đồ về gọi gì vậy ta? Ê, nghe tiếng của cụ tí. Rồi lỡ một trái. Ai vô rồi? Hay dữ vậy mà. Hai trái. Chọn xem nào. Trái số 11. Trái nào? Trái số nè. Cái bên luôn. Kế một bên luôn nè. Ngắm kỹ vô. Coi chừng nó cạ vô cái băng nghe không? Đó lọt luôn. Ê Vinh, đánh pizza. Cái bàn pizza nãy đâu ra vậy? Thì tụi tao mua, mới mua. Khui thùng kìa thấy không? Gà mua nhiều. Rẻ đó, 500 ngàn. 5 triệu. Đưa tiền đây. Làm cái clip chi 10 triệu mua đồ chơi trên TikTok. Mày mới mua có một món một bay hết 5 triệu rồi. Còn được nhiêu điểm lâu vậy? Ủa? Sao đây còn có 1 triệu 140 ngàn với mày? Đây nè anh! Headphone! 680 ngàn! Đòi dẹp! 380 ngàn! Kẹo! Đâu? Có cái giá nè! Còn giá nữa kìa ông nội ơi! Trời! 2 triệu 2! Ôi trời! Dạ? Dưới một tí! Cái này là cái gì? Ba lô người nhện. Em mua tặng bồng bon đó, để năm sau nó đi học. Anh Vinh ơi, em thấy cô tí nó cũng có lòng, thôi tha cho nó đi. Đúng là nó có lòng đó mày ơi. Đây là lần đầu tiên nó bỏ tiền túi ra để mua đồ tặng cho bồng bon đó. Đâu có, em chích trong tiền của anh Vinh đưa cho em á. Chạy đi. Cho nó tội chết đi mày ơi. Tội chết có thể miệng, nhưng mà cấm mày chơi pizza cùng với anh em luôn. Mua cái bàn pizza gì cho đã, rồi không cho em chơi. Giờ không biết làm gì luôn nè. Ở không quá, không biết làm gì hả? Tải ứng dụng khích liệt vậy chứ. Em tải rồi. Rồi xong. Anh chia sẻ cái học phần từ vựng tiếng Anh giao tiếp qua cho mày đó. Chừng nào mày thuộc hết 6 câu tiếng Anh giao tiếp đó, mày ra đây chơi pizza. Vô học đi mày. Học lẹ lên nha. Rồi mấy mình chơi tiếp. Cái bàn này đã lắm. Em chơi. Bỏ đi. Đánh trước luôn đi. Đang quạo nè. Đây đây đây. Để giữa nè, đánh cái sa chết coi. Anh đẹp đánh cái số 1 nè. Ngọt luôn. Cái trái nó cũng dễ mà. Giờ đánh trái nào nữa. Trái số 3 dễ luôn. Kế cái lỗ. Chật lắc à, chật lắc à.
Công nhận cái tính năng flashcard này quá hay. Cái từ vựng nào mà mình không nhớ à, thì mình gõ ngón tay vào màn hình à, thì nghĩa từ đó sẽ xuất hiện mặt còn lại. Flashcard nào mình hụt rồi á, mình sẽ kéo về phía bên phải. Lúc nãy xuất hiện cái viền xanh lá nè. Còn từ nào mình cảm thấy chưa hụt á, mình kéo về phía bên trái. Có viền màu cam xuất hiện thì lúc này hệ thống Quizlet sẽ ghi vào số từ vựng và cho mình ôn tập lại sau. Đâu bây giờ mình vô kiểm tra mấy câu tiếng Anh giao tiếp trong học phần Anh Vinh gửi ai. Tôi đói bụng. I am hungry. Ở nhà vợ của mình coi phim cuốn này tối ngày. Bây giờ vô đây học tiếng Anh gặp nó nữa. Nó tạo dáng chụp hình nhìn cũng ngầu quá nè. Để mình bắt chước nó thử rồi. Cái tay để lên cái miệng. Hở cái môi ra. Thôi để trả lời câu này xong đừng qua câu khác. Đợi tôi một chút. Wait a moment. Hay quá cô Tí ơi. Bạn hãy nói chậm hơn nhé. Please speak more slowly. Wow. Gì nữa trời, Lê Minh Hương. Cho hỏi taxi ở đâu ạ? Where is the taxi? Sao con mình chồng đuôi, sao con chồng rồi? Đi chơi thôi. Để hai cha, ok. Anh em ơi, tôi tới đây. Lỗi vô vậy? Quá giờ. Rồi, chơi tiếp theo mày. Chơi nào nữa? Căn cái gì mà căn? Tám số 8 kìa, kế bên. 8 sao mà tới số 1, 8 này quá dễ. Coi chừng vô cháy trắng luôn nè. Anh Vinh, Vinh. Em học 6 câu tiếng Anh giao tiếp trong học phần anh gửi rồi đó. Tiếp câu nào nữa? Thấy không? Vĩnh Liên Phong. Nhóc trái chân mà lửa quậy trời. Không nè. Đi nè. Rồi. Hay dữ nha. Ở đâu nữa? Từ từ. Ê. Câu năm quá. Đi trắng vô luôn nè. Thôi 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 thôi, anh em chơi đi qua, tôi chán quá. Ủa sao anh em không chơi tiếp? Tao chơi nãy giờ chán dữ lắm rồi. Rồi rồi mua bạn pizza gì không ai chơi, giờ làm gì trời? Thì em muốn chơi em chơi mình đi. Hồi nãy mình còn dư hơn triệu đó. Mua mấy cái món đồ chơi độ xe này về review. Tao cũng mới thấy cái bút công nghệ này nè. Vừa viết được mà còn nhắn tin nghe gọi nữa. Mình mua về xài thử coi. Anh Vinh, hồi nãy tao lướt TikTok thấy có món đồ, mày mua về đi, bảo đảm làm giàu luôn. Ủa? Mình mua gì à? Là mình bị tốn tiền. Đáng lẽ là mình phải nghèo hiêm chứ sao mà giàu hơn được trời. Mày đánh nha. Đây nè anh em ơi, găng tay thần bài. Nhìn đi. Ủa? Cái găng tay này hình như là cái chợ trên đây có bán anh em ơi. Ừ, vậy mình lên chợ mua liền đi. Đúng rồi. Đi lẹ đi, trời mưa rồi đó mấy ông ơi. Đi lẹ nè. Ừ. Ủa Vinh, sao mày không đi mua với anh em ở nhà làm gì? Thôi quên đó, hồi nãy nhờ mày mua cái tên lửa nước về tao chơi với bọn con. Có, tao để đây nè. Đây. Vậy thì đẹp chưa? Bây giờ tao ở nhà tao chơi với con gái tao, mấy anh em mày đi mua đồ đi. Nè, mày đi với bọn con đi, tụi tao đi mua đồ. Đi mua đồ, đi đi đâu? Bọn con ơi, con ra chơi tên lửa nước với cha nè. Thinking it's time to shine. We may give it all. All I want is you. Honey, you're just so wild. I'm telling you now, I'm so in love with you. Just wanna be with you. Em giao hàng anh Vinh ơi. Hàng tới hả? Hàng tới ơi. Coi chừng té. Đâu? Cái này của tôi nè. Của tôi đâu rồi? Hộp này của tôi không nổi coi. Hai cái đen đồ chơi đổ xe của em nè. Rồi tiền của em đâu mấy anh ơi? Kêu anh Vinh chuyển khoản đi em ơi.
chắc kiếp trước mấy ông nội này là ăn cướp nè. Một sự phát triển vượt bậc của nhân loại các bạn à. Giả sử như cu tí vào vai ông cố nội của mình đi. Được á, được á. Nếu vào 20 năm trước có một đứa cháu nó hỏi ông của mình như thế này: ông có tin trên đời này có một cây bút có thể là viết chữ, ký tên, nghe nhạc, quay phim, chụp hình được hay không hả? Mày bị khùng hả? Làm gì mà có? Chính xác, vào 20 năm trước mình sẽ bị ông của mình chửi như vậy đó. Nhưng đó là quá khứ rồi. Còn ở thời điểm hiện tại thì cái điều không tưởng nó đã trở thành hiện thực rồi đây các bạn. Hồi lúc tao còn đi học ha, vô lớp thấy thằng nào có cây bút này nè là tao nể nó dữ lắm luôn đó. Kêu nó bằng đại ca luôn. Giống tao. Anh Vinh ơi, ở ngoài sau lưng em thấy có cái chấm đen nè, nó là camera đúng không? Nó là camera đó chứ còn gì nữa. Ê, anh test cái chức năng chụp hình cho em coi với. Đó, cái chức năng đó là cái mà anh thích nhất nằm ở cái cây bút này đây nè Phấu ạ. Thử hỏi năm anh em chúng ta và tất cả khán giả đang xem cái video này, trong đời mình ai mà chưa từng có một lần thầm thương trộm nhớ các bạn học cùng lớp khi mà còn ở dưới mái nhà trường hả? Đúng rồi. Từ cái lúc mà em học từ lớp 1 cho tới lớp 5 á, em có hết bạn gái ngồi chung bàn luôn mà em không dám nói ra. Ê, cho anh hỏi cái thời điểm đó học lực của em là loại gì vậy? Loại trung bình. Trời. Rồi, học dở mà mày đặt quen ghệ. Anh Vinh nói sai hả? Trở review tiếp cái cây bút này đi. Thì giả sử như cái camera này chính là cái hướng của bạn gái ngồi cùng bàn với cô tí đi. Đó. Từ cái hướng bạn gái đó nhìn về đây, đó, thấy thằng Vinh đang làm gì nè, thấy thằng Vinh giống như đang làm. Thì mày đang viết bài làm như chăm chỉ lắm vậy á. Sai. Thực tế là... Ê Vinh, bộ mày tải cái clip gì vậy thấy nhớ rồi mày gắn vô đây hả? Đâu có. Ủa vậy chứ sao tao thấy nhỏ nào đang múa nè? Đâu. Ngủ sớm, làm việc nhiều quá, chẳng tốt đâu anh à. Sao đây Vinh? Trở lại review tiếp cái cây bút này đi. Đó mới chỉ một chức năng thôi. Ưu điểm tiếp theo của nó là khi mà chúng ta học bài ở đầu óc bị căng thẳng á, mình có thể mở nhạc lên nghe để mà xả stress á các bạn à. Mở thử nghe coi. Quên. Tắt để dính bản quyền khoát kiếm tiền. Rồi. Rồi đó là hai cái chức năng mà mình yêu thích nhất đó. Chuyển sang review. Ê khoan, đó chưa phải là chức năng quan trọng nhất đâu, chỉ còn chức năng nghe gọi nữa. Cái chức năng nghe gọi đó phải tùy người sử dụng. Ví dụ như đối với một đứa học sinh giỏi và nó sống tích cực đi, thì ví dụ như gặp cái bài toán khó nó có thể alo, nó trao đổi bài toán với bạn bè của nó. Được. Nhưng nếu như là một cái đứa học sinh nó ham chơi, nó mê gái thì như thế nào? Khi nó đang học, nó mới chưa kịp tập trung, bạn bè gọi tới rủ đi đá banh. Chứ vậy là nó làm biếng thì cuối năm nó học dở, mà nó học dở thì người yêu nó chia tay, mà người yêu nó chia tay thì kéo theo nó là gì? Tinh thần suy sụp, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi kéo theo kết quả học tập cuối năm nó học kém, mà cuối năm nó học kém thì kéo theo hệ lụy những năm sau nó bị mất nền tảng kiến thức rồi sau nó học tiếp. Mà giả sử có học thêm sau này lên đại học thì chắc gì đã học nổi, bỏ cuộc giữa chừng và cái kết sau đó là thất nghiệp, mà thất nghiệp thì kéo theo thu nhập tương lai cũng thấp, mà nền kinh tế thấp thì cưới vợ thì vợ của nó leo lên cầu. Thôi anh đừng có nói, anh càng nói là em nghe càng sợ đó. Cô cái này hay lắm nè. Cái hộp gì vậy mày? Gì mà đỏ đỏ vậy? Mặt nạ phòng chống khói độc. Sao không mua đồ chơi độc lạ về review? Mày mua mặt nạ này làm chi? Trời đất ơi, quả hoạn ập tới bất ngờ, làm sao mà mình biết được. Bọn quên hả? Mới mấy tháng trước có vụ mà quả hoạn cháy nguyên cái chung cư ngoài Hà Nội á, khiến 56 người tử vong. Chưa hết đâu nghe các bạn, cỡ này vô mùa hè nè, trời nắng gắt, gần nhà mình luôn, cháy nguyên dãy nhà trọ của bà kia luôn á. Mày sợ chết cháy á thì mày mua cái áo giáp chống lửa mặc vô, chứ mày mua cái mặt nạ chống độc này có liên quan gì đâu. Vậy là em thiếu kiến thức rồi Phong ơi. Kiến thức gì? Thông thường trong một vụ hỏa hoạn các bạn, nếu 10 người bị kẹt lại đi, chỉ có 2 người chết là do bị bỏng thôi. Đúng 8 rồi. Người còn lại chết là do bị ngạt khói á. Ê cụ tí, cục cưng của anh. Cụ tí chân thành rồi các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên anh thấy mày mua được một món đồ có ý nghĩa trong cuộc sống vậy đó. Mình coi cái video quảng cáo cái mặt nạ này các bạn. Mỗi lần mà bị cháy người ta chỉ cần đeo mặt nạ này vô thôi, cho dù khối có nhiều cách mấy đi nữa mình cũng không có bị ngợp. Thậm chí á là mình có thể ở trong đó là muối như gì nè. Bê. Ê mày, có chắc là cái clip quảng cáo đó nó đúng với sự thật không vậy? Chắc.
khói trong phòng này một đống, đeo cái mặt nạ này vô một cái không khí nó trong lành quá, hư giãn. Sao múa có mấy cái mệt chứ ta. Này gỡ mặt nạ ra, hít thở vài cái để lấy oxy coi. Đeo mặt nạ lấy mấy này. Đúng là đeo cái mặt nạ này không có sợ ngập khói, nhưng mà nó ngập há ông nội ơi. Để nói với mấy anh mở cửa cho mình ra ngoài mới được, chứ trong này ngập quá. Ê, cô Tiên gõ cửa đi kìa mấy anh ơi. Cô Tiên gõ cửa kìa. Có khi nào nó đòi ra ngoài không mày? Ừ, hay là nó bị ngợp ta. Ê, 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 mày tính làm gì vậy? Mở cửa cho nó ra chứ làm gì. Đúng rồi. Chơi chung với cô Tí lâu năm mà không hiểu tính nó. Sao hả? Nó gõ cửa như vậy á, ý muốn báo cho anh em mình biết là nó ổn, hiểu không? À. Thằng này xạo lắm nè. Không hiểu gì chứ. Nghỉ ngơi 30 phút nữa đi. Ngủ tiếp đi. Thôi em ra mấy anh ơi, em khó thở quá. Anh Vinh ơi, anh Vinh. Thôi em ra anh Vinh ơi. Trời ơi, chốt ngoài phá mà khối cứ thả như vậy trời. Mày ngủ hoài à. Vô dạ. Coi cái anh cụ Tí nó làm cái gì. Rồi ra mua đồ chơi mới về đi pin nè. Hết pin luôn rồi. Ừ, hết pin rồi nè. Trời ơi, mở cửa ra vô kêu đi vậy? Thằng khứa này. Trời ơi. Ê, à, cái thằng mắc dịch này sao nó nằm đây nó ngủ sướng quá vậy hả anh em? Dở mặt nạ. Dở mặt nạ nó ra quýnh nó. Trời ơi. Nó còn lẹ lười gặp anh em mình cái kiểu. Ngủ à. Mày hả bự? Mày tên gì vậy? Ủa? Sao nó ngu vậy? Ê, ê, lại nó dậy lên quán. Đấy. Ê, 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 ơi, có khi nào nó ngợp, nó xỉu không anh em? Ê, cô Tí ơi. Cô Tí ơi, cô Tí ơi, cô Tí ơi. Hay da, nó xỉu rồi. Ba chiếc xe đẹp nhất của tôi là tôi trình ở đây hết rồi đó. Wow. À, thích chiếc nào chọn chiếc đó em. Đương nhiên là chiếc bự nhất rồi. Trời ơi, chạy xe nặng dữ vậy anh Vinh. Nặng không? Nặng sao không? Ai đâu mà dẫn mấy chiếc xe phân khối lớn như vậy. Chứ sao? Mình muốn dẫn nó là phải leo lên rồi đề máy chạy luôn. Đúng à, giống như em nè. Làm coi thử. Gì mày? Mày cái chừng hơi ngang ngủng à. Bên ơi, qua chiếc xe nhỏ bên đi. Ừ, ông nội này ông lùng. Nãy nhiều chuyện dữ trời. Chiếc này dắt nhẹ nè. Dẫn ra giữa. Ê, quên nữa. Mà nãy giờ anh chưa hiểu là em kêu anh dắt mấy chiếc xe này ra đây làm gì đúng không? Hồi sớm á, em có mua đá lửa bột đế dài dưới đèn phát sáng cảm biến nè. Ờ đúng rồi, cái đồ mua trên TikTok nãy nè. Gắn quên. Vô chơi. Đúng rồi, vui ra gắn vô đây đi. Ừ. Rồi cho tao mượn. Xíu nữa trời tối nha. Cái tao chạy vòng vòng xăng nè, trải nghiệm thử cảm giác coi. Gì chạy vòng vòng ở đây? Chị tối nay á, mình đi lên gần trường đại học. Ở trên đó hổng gài mấy em sinh viên hay đi bộ buổi tối lắm. Mình lên đó biểu diễn cho mấy em xem chơi. Không không không. Hồi nãy anh nhớ là em mới khoe với mấy anh em là quen được một cô bạn gái ở Trung Quốc mà. Ờ. Rồi sao? Mấy bây giờ tự nhiên em chạy vòng vòng trước mặt mấy đứa gái khác rồi nó coi được clip này nó buồn sao? Đúng rồi mà. Trời ơi. Gái ghen dữ lắm đó. Em đang ở bên Trung Quốc. Mình ở bên đây nói tiếng Việt nữa. Mình nói gì em không có hiểu đâu. Cứ quậy thoải mái. Vậy là được phải không? Được. Ê, được vậy thôi gắn mấy đá lửa này vô dài em đi. Ê, tối này ai lái? Tối này ai lái? Em lái cho. Rồi, không lái luôn. Rồi, chạy xong gắn xong cho tao mượn nha. Cho tao mượn, tao lái vòng vòng đó luôn. Ok. Rồi, gỡ. Gắn vô xúc bắp nè. Đâu. Đây, gắn vô hai cái bánh xe coi. Đó. Nè, gỡ bánh xe ra.
video mua đồ chơi trên TikTok. Giờ cũng gần 11 giờ tối rồi, khép lại được rồi nha các bạn. Ban đầu cái ngân sách của mình dự tính là chỉ 10 triệu thôi, mà cuối cùng mua hồi đâu gần 11 triệu luôn rồi. Anh Vinh ơi, anh còn quên chưa có review cái găng tay thằng bại này nè. Thôi đại ca ơi, để cho tôi ngủ đi. Cái món này để cho tập tiếp theo đi, mình hãy review em ơi nha. Các bạn, cái thời điểm cuối này là các bạn nhớ thực hiện cái thao tác vô quan trọng lắm nè. Bấm đăng ký kênh. Khoan đã dịch. Bây giờ mày có muốn video của mày được nhiều được xem hơn không? Muốn chứ sao không mày. Vậy thì mày chào tạm biệt bằng tiếng Anh đi. Lúc đó người nước ngoài vô xem mới hiểu mày nói cái gì. Người ta mới bấm đăng ký kênh, bấm like cho mày được. Đúng rồi. Bây giờ tao nói câu tiếng Việt này, mày dịch ra tiếng Anh thử coi được không nha. Đúng rồi, thử trình của anh Vinh Đinh Quy. Đã tới lúc kết thúc video, hy vọng các bạn sẽ thích clip này và có những phút giây thư giãn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok em nha. It's time to end the video. I hope you will enjoy it and have exciting moments. Goodbye and see you in the next video. Goodbye. Tới giờ anh tiện hả anh? Em có mua một mớ trái cây để hùng lại ăn mừng cùng team anh à. Em trai ruột của anh em lại tới đúng lúc nữa rồi. Sao? Đưa cái rổ mận này cho anh đi, em vào đó xoay cho anh. Thôi, em không xoay à. Đâu, em bự cơm ra xoay đây. Thôi. Ê, em lớn rồi nha. Em vô em xoay nha, còn để cho tụi nhỏ nó ngồi đây nó ăn. Ngoan đi, quay cho giỏi, quay cho đều. Cuối clip mà tụi nhỏ ăn không hết đồ ăn thì anh cho em ăn. Vậy đi. Cầm cho anh Vũ Thâm. Thì trong thời gian này mình sẽ review cái thành quả của cái bàn lỗ băng chuyền của mình nha. Các bạn nhìn thấy sau khi ăn no rồi tụi em sẽ